Vì cái riêng cái khu vực này là cái cát nó là cát di động, mà để ổn định cái khu vực này với lại cho cái dân địa phương đây là tránh cái tình trạng mà cát bay á, cát bay cát nhảy rồi đó, ảnh hưởng tới cái môi trường của người dân ở địa phương. Thì các cái dự án nói chung cũng đầu tư để trồng rừng. Thì cái vùng đất này nói chung là mình không phải là mình trồng một lần là trồng được, mình trồng mình sẽ mở rộng từ từ. Cái khu vực nào nó ổn định hơn là mình trồng trước. Đây trước mặt mình là cái loại cây keo lưỡi liềm, trồng từ năm 2009 tới bây giờ á là nó gần 4.000 hecta. Tại đất này là rất là nhiều dinh dưỡng nên mình mới bón cái phân này để mà tạo cái chất mùn với lại cái chất khoáng. Khi trồng á là phải bỏ hạt tích nước, nó sẽ hút nước các cái xung quanh à. Trước khi mình trồng á, mình xuất vườn á là mình phải tưới cái bầu này cho nó ướt. Cái trong cái phần đất này nó sẽ giữ cái cây được nó sống trong một thời gian. Trường hợp mà không có mưa là sẽ nó chịu được. Lúc trước là cái khu vực này toàn bộ là nguyên một cái đồi cát trắng, nói chung là đi lên là nắng như vậy thì đi không nổi nữa. Nhưng bây giờ từ từ nhờ cái trồng rừng hàng năm á là cái khu vực này nó cũng ổn định. Cái thời tiết nó cũng đỡ hơn là không có như lúc trước nữa.